Dạ rồi, con xin phóng sanh hết cái số tôm tích, cá thòi lòi, không, không, cá gì đó, con cá, nói chung là những cái loài đang làm nhiệm vụ trong tự nhiên ở khu rừng này con xin phóng sanh hết, hồi hướng cho người thân của gia đình Bồ Tát Diệu Liên. Ủa sao con nhảy xuống nước con bơi vậy? Mình không có đi bơi con, bữa nay mình thấy bờ nữa. Dạ còn hai con tôm. Dạ xong. Cảm ơn A Di Đà Phật. Cảm ơn anh nhiều lắm nha.